បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទមុននេះបន្តិចខ្ញុំបាទទៅតែចេញព័ត៌មានមួយតកតងទៅនឹងមនុស្សយន្តគុណខ្មែរអែមសុធីបាទដែលគាត់អវត្តមានពំបានជួបអេអែមរៀនពុថងដោយមូលហេតុមួយគឺបាទគាត់ប្រកួតជាមួយអេដារ៉តហើយឈឺខ្លួនបាទគាត់ក៏សុំគេហៅថាផ្អាកមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែបាទមុននេះបន្តិចអែមសុធីផ្ទាល់ គាត់បានអេតនៅក្នុងស្តូរីហ្វេសប៊ុករបស់គាត់បាទតកតងទៅនឹងរូបភាពមួយបាទដែលយើងមើលទៅគួរឲ្យអាណិតដែរគឺគេហៅថារបកស្បែកហើយបាទត្រូវបីកន្លែងធ្ងន់ធ្ងន់បាទទីមួយគឺត្រូវចំដងខ្លួនហើយមួយទៀតចំជើងបាទចំជើងពីរកន្លែងហើយនឹងចំដងខ្លួនមួយកន្លែងបាទរូបភាពមួយសន្លឹកនេះបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទដោយសារគាត់ចង់ដឹងពីមូលហេតុនៃរបួសនេះតើអែមសុធីគាត់មានរឿងអ្វីបានជាបាទទៅហៅថាឲ្យរបកខ្លួនប្រាណបែបនេះបាទបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាគាត់ថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាគាត់គេហៅថាលិចអីចឹងទៅព្រោះមើលទៅឃើញអាការៈនេះគឺបើគេហៅថារហែកស្បែកបាទរហែកស្បែករលាត់ស្បែកបាទមើលទៅរៀងធ្ងន់គួរសមបងប្អូនបាទតាមរបួសនេះ យ៉ាងហោចណាស់បាទក៏មួយខែដែរបានក្រៀមប៉ុន្តែបើយោងតាមអាខោនហ្វេសប៊ុកបាទគ្រូរបស់អែមសុធីបាទគ្រូរបស់អែមសុធីក៏បានសរសេរថាអាយដលមួយថ្ងៃសោះធ្លាក់ក្រឡុកហើយជិះម៉ូតូនឹងចែមែនប្អូនបានអត់បានមើលផ្លូវអញ្ចឹងហេហេនិយាយលេងមេឃភ្លៀងលិចផ្លូវធ្វើស៊ីអែមសុធីរបស់យើង ចង់សាកក្បាច់គុណហើយមើលទៅជូនពោឆាប់ជានឹងបានជួបបងប្អូនវិញបាទខ្ញុំកាត់នៅឲ្យបន្តិចគាត់សរសេរមើលទៅបាទបងប្អូនកាលបើអានតាមរៀងពិបាកយល់បន្តិចគឺអែមសុធីបាទគាត់បានជិះម៉ូតូបាទជិះម៉ូតូទៅកាត់ផ្លូវហើយផ្លូវហ្នឹងភ្លៀងលិចទឹកហើយក៏ធ្លាក់ចូលកលុកបាទធ្លាក់ចូលកលុកក៏ធ្វើឲ្យអែមសុធីហ្នឹងមានរបួសបាទគឺរបកខ្លួនប្រាណបាទប៉ុន្តែយើងមើលជាក់ស្ដែងគឺចំកន្លែងចឹងជំនីបាទចំឆ្អឹងជំនីគ
sau sẽ đai em sẽ thi bà và tọa pi quạt và cua cho mũi bồn sẽ thi bà bồn sẽ thi vậy mũi cang chom cho mốc vi cho mốc bà hơi có phơi ca sầm ra bàn rồi dạ pel mũi khai chiên bà hơi có tập làm một vĩnh bà cho mũi en là rót bà mũi en là rót hơi có tới chụp cho mũi em lên phụ thong tiết bàn tay đòi ả khan để xa quạt vậy cho mũi en là rót tới chư khuôn bà xa bọc bọc bàn khơi nhé cả và cua đồ bò này tập pi cứ đồ khi kháng bà tạm bây giờ cang bà cang tọa trong cung bà chẳng là lấy đi em thì tôi sầm rạ thì thấy bà tam là buồn đấy nhưng pan sman rằng tách nát con mùi khai đấy bà pro bà tư là bùa chướng bà bởi vì mưa bùa chướng nhưng mưa ở toàn đập cả tháng mưa ở chỗ bác là sao quật quật rồi bật bị lơ bà tay bờ là bùa lại chẳng dùng lý à cả đã buồn đấy bà tao nằm chia sạch bói rồi đôi chia thu sáng bà cứ giang hỏi nát con mùi khai đây pro thông này bà hỏi giờ sẽ không thà em thì nâng chập chia sạch bói bà ở trong bà ban là tạ tông tạ quật tới trong mức trong xua ta quật trời đồng nòng ót pro trời cái lái cho ông chồng đi chứ bà sân chỉ ai bà quật chứ bà cua tại do quật tới pin đất mơ bà nhưng cái tham mình ót trái này phải chơi mà phơi lại cái khoản là pin đất cho ông chồng đi bà cho ông chồng đi giữa tha sắp cho bà hà sắp tới lái cho nó bay cà pê pro bà trong miền mật phẹt trong mình nè bà quật thợ miền bánh hàng trắng bà thợ miền bánh hàng trắng háo ý quật thả ấy bà trời là búa mà ta ấy chứ bà tốc tốc là hốt đó miền bánh hàng trắng không tha bà em thử thí nâng chạp chia sạch bài bác cho bác xong mình thêm mình tách bà lấy em thí cho bác xong mình thêm cam thì bác xong viên bài dõi nhầm khơi bì cú bà là hai thả lộ mớ cứ chuyên chạy đánh bà chuyên môi bà nẹ tiếp giả lọc thamay thơm áo bà chuyên chạy đánh bà chuyên môi rương mặt nặng bà cú ní bà cốt thay thì đọc bốn mong bà môi là nghiêng xong viên bài dõi cú ní xong kết thả lộ mớ bằng bà bà hai dịp đô cây mình nẹ sẵn lọc bà rương mặt nặng on mốc chuyên chạy đánh on trường bà chẳng mà nẹ on là vầy lớ mà nè on là vầy cầu cho mơ ta nè tăng pi nâng tư chi chẳng nè xâm rạp chuyên chạy đánh bà tôi bay quật ở mình là bùa chướng bà tay quật láng váy cứ xông khơi quật váy áo bị chất bà chạy đánh mới viết một đường đô cái giả hai nè bà chuyên chạy đánh này chẳng cho mơ ta chuyên chạy đánh rồi có rương vật nặng chuyên nè này thay là tất bà mong bà môi tì đọc buồn hơi mà cú tiết bà mà cú tiết cái là môi đông mưa sọc hối bà nè tăng pi tớp tới bạc sọc hối cả pi pi sập đà cả long tới bà không đâu miên là chăn một liếp nâng dây này nè chăn một liếp vơ chung bà chứ mùi mưa sọc hết nhâm tật xa chăn một liếp bà cứ quật chất á quật chỗ váy mong bà chỗ váy bọ đây sọc hết váy mong bà trong cái ấy kìa bà trong cái ấy sọc hết tuột bà man chương trong cái lẹ bà cái lẹ chương bà cứ
chăn một liếp đa rồi tê cứ đi tay mà đong thì ai dên thì nát cứ smile bằng tục cho mùi mừng sụp hình sắp đá cái bà sắp đá cái ai dên thì nát bà mừng sụp hình đoàn tiệt chẳng ca bà cốt ní thua láng bà nó bỏ dên thì nát thay sốc bà thay sốc trở nên ngay tí đập bí mong bà bí giúp nơi sống viên bà dùn xong rạp mẹ tăng bí ca bà sụp hình trong cái được nế khơi tha chăn một liếp bà vay cho mùi sụp hình xả hài thì ai dân này ná vay cho mình sụp hết trong kết thác đôi chìa mình toàn ổ cả hữu thác trông chất sắp hi rối bà chắc bóng phong của Plex bà sắp đàn ý xong viên cú bù tá thay sốc tí đập bí bà dân miên cú cả hữu thác là ổ mà cú cứ dân này ná bà cho mùi chăn một liếp bà sân chỉ chăn một liếp nơi tay rẽ xa cả hữu thác tôm rong vay đôi mình sụp hết trong kết thác cú ní thằng là ổ mơ hỏi sự khâm thác dân này ná bà mình lúng lúng nông vay ở bì xa mặt hiệp bà chắc chỉ trong cơ hội bà xong bà miên chùm ngó là quay tẹt tôn tên nâng côn khám máy bà xôm khổ mân nâng khang kông video xôm ọc côn bọc ôn bà bye bye sọc sọc bye tên ọc nì ọc côn chà ràng.